Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ năm. Tổ Đề Đa Ca Thông Chơn Lượng, ngài sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 135 năm. Cha tên Hương Chúng, mẹ tên Phi Hoằng, ở nước Ma Già Đà. Khi gặp Tổ Ưu Ba Cúc Đa, ngài có hỏi: Kính thưa Thầy, con nghe nói Thầy là Tổ sư Thiền Tông, vậy Thiền Tông là tu làm sao mà được làm Tổ? Tổ Ưu Ba Cúc Đa trả lời: Người tu theo Thiền Tông, nếu nói mình dũng công tu là bị mang họa. Ngài hỏi tiếp: Hiện nay có quá nhiều người tu dũng công, vậy họ bị họa hết sao? Tổ Ưu Ba Cúc Đa trả lời: Họ không bị họa. Vì sao vậy? Ngài hỏi: Vì những vị tu dũng công này họ chấp nhận: Một, đi theo đường luân hồi; Hai, thích làm nô lệ cho người khác; Ba, thích xin của người khác; Bốn, thích chuyện linh thiêng, vân vân. Ngài Đề Đa Ca lại hỏi: Như vậy con không thích làm những việc mà các người nói trên làm, con muốn tu theo Thầy là không làm gì được không? Tổ Ưu Ba Cúc Đa trả lời: Nếu người tu theo pháp môn của ta mà không làm gì, càng mang họa nhiều hơn. Hai vị đối đáp rất nhiều, và Ngài đã lãnh hội được lời của Tổ Ưu Ba Cúc Đa. Một hôm, Ngài đang chặt một cành tre, chiếc rựa xúc cán văng ra, trúng mạnh vào cây tre lớn khác, vang ra tiếng kêu. Vừa nghe tiếng kêu của rựa va chạm vào cây tre, bỗng thân tâm Ngài như mất hẳn, mà cái âm vang nghe của Ngài đi xa không thể nào biết được. Cũng từ chỗ mất thân tâm đó mà cái hiểu biết về pháp môn Thiền Tông học này tuôn chảy ra. Ngài liền phát ra lời kệ 60 câu như sau: Tiếng nghe sao lại lạ kỳ, bình thường nghe vậy, vậy thì mà thôi. Hôm nay làm việc không thôi, rửa vừa xúc cán, ôi thôi nghe hoài. Tiếng nghe đi khắp trần ai, mà nghe nghe mãi, nghe hoài không thôi. Tánh nghe đến tận xa xôi, tiếng nghe vật lý mất rồi nơi ta. À ra lời dạy Thích Ca chỉ rõ chân tánh, tánh ta như vậy. Thầy ơi, con ngộ tại đây, nhờ Thầy chỉ dạy, con đây tỏ tường. Thì ra Thầy đã mến thương, tìm nhiều phương cách dạy tường Thiền Tông. Tánh nghe con nhận trong lòng, không cần tìm kiếm mà xong luân hồi. Thiền Tông kỳ đặc Thầy ơi, không quán không tưởng hết rồi trầm luân. Vì vậy Đức Phật dạy dừng, hôm nay nhận được con mừng lắm thay. Chuyện của sanh tử trần ai, cứ để sanh tử con nay không màng. Tuy con đang sống thế gian, sống với vọng tánh không màng trầm luân, con nay đã biết pháp dừng, luân hồi nhiều kiếp đã dừng với con. Thân tâm con hiện vẫn còn, không dính vật lý mà còn tánh chân. Ơn Thầy đã phát lòng nhân, giúp cho con được vượt hơn luân hồi. Sao con đại phúc Phật ôi, luân hồi nhiều kiếp đã rồi với con. Con nay nhất quyết lòng son, giữ tâm thanh tịnh không còn luận tranh. Nhìn lên thấy tận trời xanh, xuyên suốt thấy biết không ranh mé ngằn. Con nay đã nhận thường hằng, tánh nghe tánh thấy là hằng của con. Nhờ vậy con mới biết còn, Phật tánh hiển lộ không còn tu chi. Thiền Tông con nhận tức thì, trực nhận chân tánh y đây Niết Bàn. Nay con đã hết gian nan, sống với chân tánh không màng chuyển luân. Sự thật hôm nay con mừng, mừng vì sanh tử đã dừng với con. Con nay đã biết Phật con là tánh thấy, biết, hằng còn và nghe. Những thứ vọng tánh con nghe, nghe trong vật lý cứ nghe riêng mình. Hai thứ mình đừng dính chung, thứ nào riêng nấy rõ từng hai nơi. Biết vọng là tánh thảnh thơi, thấy nghe thanh tịnh là nơi Niết Bàn. Phật ôi, con nhận rõ ràng, chứng cho đệ tử vượt đàn trầm luân. Con nay thật sự con dừng, luân hồi nhiều kiếp đã dừng với con.
con nay ghi tạc lòng son, kính xin Đức Phật nhận con lòng thành. Ngài liền vào nhà ghi lại 60 câu kệ, mấy ngày sau đem trình cho tứ tổ Ưu Ba Cúc Đa. Tổ Ưu Ba Cúc Đa đọc xong bài kệ 60 câu của Ngài và nói: như vậy ông đã đạt được bí mật thiền tông. Như Lai dạy, đầu tiên vị nào đạt được bí mật thiền tông mà dòng thiền tông đi qua, vị đó là người được tiếp nối tổ vị thiền tông và được kế thừa tổ vị. Vậy 30 ngày sau ta sẽ truyền bí mật thiền tông cho ông làm tổ sư thiền tông đời thứ 5. Sau 30 ngày tại thất đá nơi núi Sơn Mây, buổi lễ truyền bí mật thiền tông được tổ chức chỉ có thầy trò ngài dự thôi, nhưng vẫn được tổ chức đúng theo quy định truyền thiền tông. Chúng tôi xin ghi lại bài kệ truyền thiền tông của tổ Ưu Ba Cúc Đa truyền cho tổ Đề Đa Ca như sau. Ngày xưa sen nở linh sơn, Như Lai dạy thiền quý hơn ngọc vàng, truyền đi khắp chốn gian nan, nay ta truyền lại rõ ràng cho ông. Ông phải giữ lấy trong lòng, tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền. Hôm nay họ Đề có duyên, ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông. Ca kia nhận được không mong, sống với Phật tánh là xong luân hồi. Thiền tông đơn giản vậy thôi, sống với Phật tánh luân hồi màng chi. Thiền tông đặc biệt diệu kỳ, ông đã nhận được nhận thì thiền tông. Thiền tông ông nhận trong lòng, để truyền người kế là xong phận mình. Hôm nay trước đấng tối linh, chánh thức truyền thiền tổ vị cho ông. Ông phải cố gắng hết lòng, tìm người kế tiếp là xong phận mình. Thiền tông ông phải lặng thinh, người có duyên lớn mới trình thiền ra. Vì đây lời giải Thích Ca, ông nay nhận được truyền ra tổ này. Hôm nay thất núi Sơn Mây, tổ vị thứ 5 tại đây được truyền. Ông là người có đại duyên, chính thức truyền thiền tổ vị cho ông. Tổ vị ông để trong lòng, không nói ai biết là ông được truyền. Đức Phật huyền ký dạy riêng, các tổ chỉ truyền theo dòng thiền tông. Truyền đi khắp chốn núi sông, giúp người biết được là xong luân hồi. Thiền tông đặc biệt dạy thôi, luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình. Thay lời Đức Phật tuyệt linh, chuyển ông tổ vị một mình biết thôi. Khi nhận tổ vị được rồi, phải nhớ những lời Đức Phật Thích Ca. Theo như lời dạy thầy ta, hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền, vị đó là người đủ duyên, phải được truyền thiền để làm lòng tin. Hôm nay thay mặt tối linh, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. Ông nên giữ lấy trong lòng, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, chỉ cần thanh tịnh không ưa niết bàn. Ông nên cố gắng bình an, nhìn thấy bể tánh chính đây quê mình. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, vì ông không biết không theo lời Ngài. Vì vậy đi khắp trần ai, vào được bể tánh hôm nay mới dừng. Tất cả chúng tôi rất mừng vì đã chứng nhận ông đây ngộ thiền. Ông nay hết đảo hết điên, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.